Ăn thế nào? Ăn thế nào? Ừ. À, Teru chưa biết ăn đúng không? Đây, vợ dạy cho nè. Đây. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao vậy Teru? Cái này, cái này? Ừ. Tại sao ăn không ăn? Hả? Trời ơi, ổng nói là tại sao đến bây giờ mới cho. Cảm ơn mọi người rất nhiều từ lúc mà Nhân chia sẻ cái vụ mà Nhân tâm sự cho mọi người, cái vụ mà về vấn đề mà Nhân sẽ về Việt Nam sớm bởi vì công việc ở nhà là có bé cháu Nhân á. Vì vấn vô được rồi. Vô được rồi. Trời ơi giỏi quá ta. Cả nhà biết cái gì không? Cái này á là mua để mà cái dĩ để nướng. Cái này nướng phải kiểu là mỗi không biết là cái dĩ nào sẽ phù hợp, nên là anh Teru anh mua hết tất cả các loại dĩ luôn cả nhà. Đó, mỗi thứ một cái cho nó coi cái nào dùng được á thì dùng. Hãy cảm ơn Teru. Chồng ơi, chồng ơi. Ôi ôi. Vô đây, vô đây, vô đây. Tôm này nè, chồng đi lột vỏ cho vợ được không? Không, ok vợ. Được không? Không, được được. À, giúp vợ nha. Hay. Và cảm ơn Teru. Chồng ơi, ôi, xong chưa? Vô đây. Hay. Xong chưa? Wow, cảm ơn Teru. Chàng ơi, lúc nãy Nhân vừa đương sao thì ông xếp y chang vậy, đẹp không cả nhà? Thì nguyên liệu Nhân đã chuẩn bị đầy đủ, đặc biệt là có bánh phở luôn đó. Mà ở trong này thì Nhân đang ở bên Nhật thì có thể là nguyên liệu nó sẽ bị thiếu, nhưng Nhân cố gắng hết sức mình để mà đầy đủ nhất có thể nha. Bắt đầu Nhân sẽ cho nguyên liệu vô là 8 lạng tôm. Tôm Nhân xay nhuyễn ra. 4 lạng thịt ba chỉ xay nhuyễn. Hành tím bằm nhuyễn. Đầu hành bằm nhuyễn. Nhân cho vào đây 2 muỗng dầu hào, 1 muỗng rưỡi ăn cơm hạt nêm, nửa muỗng ăn cơm bột ngọt, khoảng 2 muỗng ăn cơm đường, hạt tiêu. Món này đặc biệt là phải có gấc hoặc là màu của gấc, nhưng mà Nhân không có màu của gấc hoặc gấc gì hết, nên là Nhân thay bằng bột màu điều. Trộn đều hỗn hợp lên, ướp trong vòng 30 phút nha. Bánh phở Nhân sẽ cắt làm đôi ra. Vì là Nhân sợ nó hơi dày nên Nhân cắt làm tư luôn nha. Rồi bắt đầu mình sẽ đi cuốn nha cả nhà. Mình cho chả tôm vô đây nè. Chả tôm cho một lượng vừa đủ thôi, không để nhiều quá thì nó cũng không ấy. Rồi mình cuốn lại. Nhân sẽ nướng bằng hai cách, một cách là bằng nồi chiên không dầu và một cách là nướng như kiểu anh Teru đang nướng nha. Teru, tại sao ăn cơm? Đói bụng một chút. Đói bụng một chút. Đói bụng nhiều. Nay anh Teru ăn nhiều lắm cả nhà ơi. Ăn như kiểu là bây giờ là kiểu là ngán đó cả nhà, ngán ăn đó cả nhà ơi. Trời ơi, tao nói anh đứng một xíu là phải có cái gì bỏ vô miệng cho anh ăn rồi. Thì bây giờ mình nướng á, là mình nhớ nướng cho lửa nhỏ, thật nhỏ, hiu lửa thôi. Và cái này á, đáng đúng ra là phải dùng bằng bếp than thì nó sẽ ngon, đúng chuẩn của Thanh Hóa. Nhưng mà ở bên này kiếm bếp than nó hơi cực xíu á, nên Nhân dùng bằng bếp ga. Còn đây là khi Nhân nướng bằng nồi chiên không dầu, cái màu thì nó khác hẳn cái màu khi bằng nướng bằng cái bếp than hay bếp lửa nha cả nhà. Đấy. Bắt đầu Nhân cho su hào, cà rốt, mang đi muối sỏi nha. Nhân cho vào đây một ít muối. Trộn lên và ngâm trong vòng khoảng 30 phút. Su hào cà rốt nãy Nhân vừa ngâm muối, bây giờ Nhân đổ ra, chắc cái muối của nó đục mang đi đổ nha. Đấy, cho nó thật ráo nha, phải để cho nó thật ráo, thật khô nha cả nhà. Nhân chắc cái nước muối của nó ra rồi thì bắt đầu Nhân cho vô đây, bắt đầu Nhân nêm vô giấm, bột ngọt một xíu xíu, 4-5 muỗng đường. Rồi bắt đầu mình trộn lên. Rồi bây giờ là mình muối khoảng 30 phút nữa là mình ăn ok rồi đó. Bắt đầu Nhân sẽ pha nước mắm ăn kèm, nửa chén nước mắm, hơn nửa chén đường, nước ấm khoảng 1 chén rưỡi, khoảng 4 muỗng nước cốt chanh. Rồi bắt đầu Nhân sẽ cho một ít tỏi ớt vô luôn. Nhân cho đồ muối sỏi vào. Ta nói cái mùi thơm, cái màu của nó phải gọi là xuất sắc nha cả nhà. Hello, xin chào mọi người. Chào mừng cả nhà đến với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Hôm nay hai vợ chồng Nhân sẽ ăn một món liên quan về của một tỉnh, đó là tỉnh Thanh Hóa, quê của mẹ Nhân nha cả nhà. Đây, vợ múc nước chấm cho. Rồi, đây. Đây đấy. Trời ơi, chèn đất ơi, ăn cái này mà ăn với lại ăn cái này nha. Trời ơi, nước mắm nè, bỏ thiệt nhiều cái cải chua, đồ muối rồi lên. Thì xin mời cả nhà ăn cùng với hai vợ chồng nhà Nhân nha. Itadakimasu. Itadakimasu. Này, chồng ăn thử đây, ngon lắm. Này. Ừ. Ăn thế nào? Ăn thế nào? Ừ. À, Teru chưa biết ăn đúng không? Đây, vợ dạy cho nè. Đây. Đây. Thế? Đúng rồi, rải rau bỏ lên. Xong rồi, Teru bỏ một miếng này lên. Đó. Xong rồi, được chưa? Ừ. Rồi, Teru bỏ đồ chua này lên nè, thấy chưa? Leo, leo, leo. Con đừng có ăn bậy nha con. Rồi bỏ đồ chua lên, đúng rồi. Đấy, rồi xong bắt đầu chấm, cuốn lại, chấm. Được rồi. À, rồi ăn. Cả nhà có thấy rượu giòn không? Nó giòn tan luôn. Nó giòn mà dạng như là ở đây á là có hai loại. Một loại á là nồi chiên không dầu, còn loại ở đây là nướng nha, mà không phải nướng bằng bếp than mà nướng bằng ga. Nhưng mà thật sự cái màu rất là đẹp, chẳng qua là nó bị thiếu gất đó cả nhà. Nếu mà có gất cho nữa là thôi đúng bài luôn á. Ôi ôi liễu, để cho bé bé ăn con. Tại sao? Tại sao vậy? Tại sao vậy Teru? Cái này, cái này? Ừ. Tại sao ăn không bao giờ? Hả? Mà mà để? À. Ăn không bao giờ? Trời ơi, ông nói là tại sao đến bây giờ mới cho anh ăn cái này? Tại vì cái này vợ cũng lần đầu ăn luôn, hajimete luôn, vợ cũng không biết luôn. Hajimete. Mẹ của vợ. Là ở đây. Nhưng mà vợ cũng lần đầu ăn luôn. Cái này của Thanh Hóa, yêu mê Thanh Hóa. À, Thanh Hóa, quê của mẹ Thanh Hóa, nhưng mà vợ lần đầu ăn, lần đầu tiên, vợ cũng không biết luôn. Ngon, rất là ngon luôn. Anh trách Nhân sao mà lần đầu cho anh ăn, thật sự luôn, lần đầu Nhân cũng ăn luôn. Nhân đâu có, chưa bao giờ ăn cái món này luôn cả nhà, mà nó ngon quá đi. Để Nhân cuốn ăn chung với cái này là chiên không dầu, nồi chiên không dầu. À, ngon. Hả? Ngon. Ngon? Bố. Cái này nhà hàng ok. Cái này nhà hàng ok. Nhà hàng ok đôi vui mẹ. Bố làm nhà hàng. À. Anh kêu cái này vợ làm nhà hàng ok. Teru cái nào Teru cũng nói vợ làm nhà hàng được. Đô gen bữa Teru nói vợ làm nhà hàng được. Nhưng mà vợ hỏi Teru cái này nấu có vất vả không? Vất vả không? Vất vả. Xin đôi có vất vả không? Mệt quá. Hả? Xin đôi. Mệt quá. Mệt quá. Đó. Xin đôi. Thay hẹn. Thay hẹn về tiếng Việt. Thay hẹn. Con nhỏ. Dạ. Vất vả. Vất vả. Có thay hẹn. Thay hẹn là vất vả. Vất vả. Vất vả. Teru làm cái này có mệt không? Mệt một chút. Mệt một chút. Mệt một chút. Vợ nếu mà làm cái này vợ làm nhà hàng ok. Teru Teru cô đệ. Teru làm Teru. Teru làm. Teru nước. Vợ nấu. Teru nước ok. Không ok. Không ok. Về cái giòn á thì bên này nó sẽ giòn hơn, tại vì chiên bằng nồi chiên không dầu. Nhưng mà nếu mà về cái ngon á và ăn nó có cái vị sao khét khét một xíu á thì cái này sẽ là ngon hơn nướng bằng, mặc dù không phải nướng bằng than, nhưng mà leo mặc dù không phải nướng bằng than nhưng mà nướng bằng cái nếu mà bằng ga cũng rất là ngon cả nhà. Mình xin khi mình làm như thế này nó ngon hơn, còn làm biếng thì mình làm như thế này cũng được. Teru tê ẩm leo rồi. Teru ăn mọi người nói nhiều mọi người không, mọi người nói Teru thế nên là Teru ăn leo không có được ẩm, không có mọi người nói không tốt. Nhưng không nghĩ là món này ăn rất là ngon. Nó cái giá tường mà mình dính vô giá tường mà mình muốn gỡ ra, mình muốn giật gỡ ra, mình giật ra không ra nổi luôn, không bứt luôn cả nhà. Bởi vì sao không? Bởi cái tôm á, cái bên trong ruột của nó tôm rất là thơm, thơm tôm nè. Giá như ướt như ở bên này mà có gất nữa thì phải nói là không có sai một điểm nào luôn. Nhưng mà không có gất thì ở cái gia vị nêm bên trong là rất là ngon, có một xíu tiêu và không có quá mặn. Và cái nước này nè, quan trọng là cái nước chấm này nè, là nhưng thấy người ta review á, là nước chấm không được mặn quá, nói chung nước chấm lạc thôi, chua chua ngọt ngọt lạc đó. Thì Nhân làm y chang vậy luôn, chấm vô một cái trời ơi cả nhà ơi, ngon. Ngon. Nó không có bị ngán. Ví dụ như mình ăn chả giò, chả đồ á, chả giò hoặc là gọi là chả giò chiên hoặc là chả ram chiên á thì nó rất là bị ngán nha. Nhưng mà cái này nó không bị ngán, bởi vì nướng bằng cái này nó không có dầu, Thì chiên bằng cái này cũng quét lên một xíu dầu thôi nên nó không có bị ngán nhiều. Để bỏ lên ăn cái này mới ngon nè. Tại nó cắn vô cái đồ chua một cái thấy mùi mặt trời luôn. Để Nhân cho cả nhà coi cái ruột bên trong của nó nha. Đây à, cái này không, nó chỉ thiếu vịt, nó chỉ thiếu cái màu của gấc, màu đỏ của gấc nữa thôi. Có nữa là thôi không sai đi đường nào luôn. Đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều từ lúc mà Nhân chia sẻ cái vụ mà Nhân tâm sự cho mọi người, cái vụ mà về vấn đề mà Nhân sẽ về Việt Nam sớm bởi vì công việc ở nhà là có bé cháu Nhân á, vì vấn đề là bé cháu Nhân á. Thì Nhân nhận được bình luận cũng có, mà nhắn tin riêng cho Nhân cũng có qua Facebook cá nhân á. Thì nói là nếu mà Nhân cần á thì họ sẽ tới hỗ trợ nấu ăn, nấu uống, rồi chăm sóc Su cho trong cái thời gian này, rồi khoảng khi nào cái thời gian mà Nhân về thì Nhân về. Nhưng mà cũng cảm ơn Nhân, cảm ơn mọi người rất là nhiều, thật sự rất là cảm ơn luôn. Nhưng mà rất là may mắn đó là Su đã có người chăm cả nhà. Su đã kìm ra được người chăm rồi, thì cái người đó có thể thay được cái chị mà hôm bữa chăm với Su hôm nay á, tại vì giờ chị bận công việc á. Thì Nhân tìm ra được một chị đây cũng là một chị bạn của Nhân, cũng chị thân. Thì Nhân giao Su cho chị đó được rồi, thì Nhân không có phải về sớm hơn nữa, có cũng phải về Việt Nam nhưng không phải là về trong cái lúc này. Cũng có thể trong cái thời gian này coi Nhân có thể đi thăm khám bên này được, và khám được cái thời gian, cái mốc quan trọng nhất của Nhân á, Nhân cũng có thể thăm khám được. Nhưng tưởng nó không có thăm khám được bên này á, nên là vậy là quá ok rồi á. Thật sự là Nhân không nghĩ là mình khi mình tâm sự ra á thì được mọi người lắng nghe, rồi mọi người chia sẻ, rồi có nhiều người ngỏ lời sẽ giúp đỡ. Mặc dù là giúp Nhân thì Nhân cũng sẽ trả, không ít thì nhiều Nhân cũng trả công, chứ không thể nào để cho ai thiệt thòi, cho cũng phải cần tiền mà lo cho cuộc sống á. Thì Nhân hiểu điều đó nên là chỉ cần nói giúp thôi, nói tự giúp thôi, nhưng mà công cũng là Nhân sẽ trả đầy đủ. Sugoi. Cái này á, mỗi lần video của Nhân á thì Nhân sẽ cắt một xíu, một cái là dừng lại, xong rồi ăn quay, bắt đầu quay giai đoạn là ăn ở bên TikTok. Quay bên TikTok đó nha. Quay TikTok thì Nhân sẽ quay bằng điện thoại, thế nên là thường người quay bằng điện thoại á thì Nhân sẽ tắt cái YouTube. Nhưng mà tại vì người cầm máy, Nhân cầm máy Nhân quay từ được ăn. Sau từ được cầm máy quay Nhân ăn nên là phải dừng YouTube. Nên nãy giờ tổng cộng 2 máy ăn là đã hết như đây rồi đó cả nhà. Đây bạn. Nhưng cảm ơn cả nhà rất là nhiều đã đồng hành cùng với kênh Vợ Chồng Nhà Nhân. Nếu như cả nhà yêu thương Vợ Chồng Nhà Nhân thì đăng ký kênh, ủng hộ kênh Vợ Chồng Nhà Nhân nha. Bye bye.